Ai hút thì mà. Trời ơi, đi chợ mà em ngồi em chờ anh đói bụng tới giờ, từ 11 giờ trưa tới 4 giờ chiều. Đi cái gì mà cả ngày vậy trời? Cái này là ông trốn ông đi nhậu nè. Nói gì nhậu ông nói ông đi chợ nè. Là đi mua được cái gì về đi nói nghe thử coi. Con bó là muốn mua nhiều lắm mà kể chuyện cho nghe nè, chưa gì chữ chữ mới có 4 giờ à. Lúc đi tôi đâu có nói là mua về nấu buổi trưa buổi chiều. Lúc đi là tôi mua về nấu buổi chiều. Với lại lỡ ra chợ á gặp thằng bạn cũng đàn ông con trai hai chồng đi chợ. Nó tâm sự gì nè. Hai chồng nó cãi nhau sáng giờ nên nó phải đi ra chợ nó mua đồ ăn về. Tôi mới nói nó trời, mấy cái vụ cãi nhau vợ chồng tao rành lắm, tại vợ chồng mình cãi nhau hoài mà em biết đúng không. Anh nói mày cãi nhau mày gặp tao tư vấn một hồi hai chồng mày ly dị luôn. Tự nhiên vậy là nó mừng rỡ luôn. Thằng đó nó khùng, nó kêu tôi về nhà chén chú chén ăn tâm sự với nó đi. Biết là tôi hùng đồ ăn với nó riết giờ, còn bó nó muốn mang về nó buổi chiều luộc với lại xào là đủ ăn rồi. Còn cái xe quỷ nè, đạp xe lên tới chỗ ông bạn nhậu, nhậu xong bây giờ hết mấy đường đạp về, cái xe nhỏ xíu à đạp á nó mệt nó mỏi. Thôi tôi giác bộ tôi đi luôn cho lẹ. Bây giờ đơn giản là lúc tôi đi tôi không có nói là nấu cho buổi trưa buổi chiều, nên tôi nói buổi chiều là hợp lệ mà đừng có chữ nữa, nghe nhức cái đầu với bà quá. Nhà là phải có nóc mà nằm mà cứ nói tôi biết trên mạng vậy là hình tượng đàn ông nó mất hết. Mấy đứa mà trên kia đó, tôi dù gì cũng có tuổi chưa có tên mà làm riết tôi mất mặt, không ai follow tôi nữa đó. Vô nhà đi, nói nghe đi. Ăn cái gì nổi nữa. Trời trời mấy tiếng đồng hồ bội à, mẹ con tôi ăn rồi chứ nghĩ sao trời ông. Tôi gành quá trời, tôi biết mà bà tự lo được mà. Từ nay tự lo luôn đi cưng.